Anh em đang thấy ở đây là một con lọc Victor, hàng VIP của lọc Victor. Có mã là Victor Sia 60, nó là sự kết hợp cả hãng âm thanh Mỹ và Nhật. Con này nó đẹp mê ly luôn anh em ạ, đẹp mê ly luôn. Đây còn chưa lau bụi ở chỗ trong này nha. Như anh em thấy nước sơn bên trên này, đó. Cũng như góc cạnh này. Đèn tia, đèn nhấp nháy, cần gạt lên xuống đèn. Cái chỗ này là thuộc dạng mic này. Chỗ này là có lọc và không có lọc này. Ấn vào là không có, đèn sáng là có này. Cái này là revert cái gì đấy, không dùng đến. Cái này là khống chế khoảng âm. Giả sử mình không muốn nó chơi mạnh quá, mình có thể giảm âm đi. Còn đây là đường vào tape. Equalizer thì mình không dùng đến. 2, 4, 6, 8, 10. 10 cần gạt cho một vế. Tôi test trước con này. Còn coi là con Sansui SE8. Con S8 này thì cửa hàng cũng đã bán và có video trên mạng rồi. Nhưng con này lần đầu tiên bán. Lần đầu tiên bán con Victor Sia 60 này. Mặc dù đã bán rất nhiều đồ Victor nhưng con này lần đầu tiên bán. Đẹp thật. Hàng tuyển anh em ạ. Hàng tuyển này không so sánh với những cái loại hàng hàng dân dùng chán thải ra xong thì bán giá được đồng nào hay đồng đấy đâu anh em nhé. Cái gì nó cũng có giá của nó. Lọc kia có hai đường vào. Ở đây tôi đang cắm nối tiếp vào con âm ly. Tôi cắm đường vào và xuất âm thanh xuống âm ly đó. Lọc thì mình có thể cắm hai cách, đó là cắm nối tiếp hoặc cắm song song. Cắm song song thì với điều kiện là âm ly nó phải có chức năng cầu chữ U, có đường ra đường vào. Đây, line in, line out, còn đường vào tiếp ở đây. Series là 2392, 14W, sản xuất tại Nhật. Sia 60. Siêu đẹp luôn. Tôi sẽ cho anh em xem vài cái ảnh nội thất riêng chèn vào. Hãng Victor này nó cái lọc nhạc của nó đắt, rất đắt tiền. Như âm ly thì nó lại không bị đẩy giá, bởi vì âm ly nó cũng là mẫu mã, nó không phải là dạng bắt mắt. Như lọc nhạc của nó thì hãng Pioneer thì cũng không đủ tuổi để so sánh với độ đắt của hãng Victor. Hãng Victor thì nó nhiều lọc đắt, mười mấy triệu cũng có. Nên là anh em chơi đừng có chủ quan bảo chỉ khen Pioneer mới săn xui anh em nhé. Bởi vì mình chơi thì mình không được tiếp xúc nhiều đâu. Có lọc nhạc vào thì nó là trái tim của bộ dàn âm thanh. Con này thì bề ngang nó là 43 anh em ạ. Thế còn âm ly Victor S71 này là 42. Như tôi đặt vào đây thì nó vẫn chênh mỗi bên khoảng nửa cm, 43 hoặc 43,5 đấy. Thế thật ra thì nó chênh như thế này mình nhìn nó vẫn rất đẹp anh em ạ. Trừ khi là nó chênh hẳn ra như thế này. Đó. Chênh khoảng 2 khoảng 3 cm thì nó mới gọi là lệch. Còn như thế này vẫn là rất đẹp rồi. Không có lọc. Ok, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Đánh rầm rầm. Tuyển được những con hàng nó đẹp này phê sướng thật anh em. Mặc dù bán đấy nhưng mà về tay khách hàng ấy, nhưng mà mình nhập được về những con đẹp này mình thấy nó kết.